Anthony Joshua tiết lộ lý do đời đầu quái vật Tyson Fury. Một lần nữa, Anthony Joshua thể hiện khát khao được so tài với đối thủ đồng hương Tyson Fury. Thực tế, hai ngôi sao boxing hàng đầu của hạng nặng xứ sở sương mù đã đồng ý thỏa thuận so tài vào năm sau để thống nhất 4 danh hiệu lớn mà họ đang cùng nhau nắm giữ. Joshua 23 chiến thắng, 1 trận thua, thượng đài lần gần nhất cách đây đã 11 tháng, trong trận tài đấu với Andy Ruiz ở Ả Rập Xê Út. Ở cuộc đối đầu này, Aziz đã giành thắng lợi bằng tính điểm, qua đó đoạt lại 3 danh hiệu WBA, WBO và IBF mà tay đấm gốc Mexico từng cướp của mình 6 tháng trước đó bằng một pha knockout gây sốc. Với Fury, 30 trận thắng, 1 trận hòa, 21 lần knockout, võ sĩ sinh ra ở Manchester đã trở thành tân vương WBC hồi tháng 2 khi đánh bại Deontay Wilder sau 7 hiệp đầu tại Las Vegas. Sau đó, vua Gypsy dự định sẽ so tài lần 3 cùng đối thủ người Mỹ. Lần đầu, hai người hòa nhau vào năm 2018, định so tài lần 3 vào tháng 12, nhưng kế hoạch không thành. Giờ đây, Fury nhiều khả năng sẽ bảo vệ danh hiệu trước Agit Kabayjian vào đầu tháng tới. Tương tự như võ sĩ đồng hương 32 tuổi, Joshua cũng sẽ trở lại võ đài vào ngày 12 tháng 12 trong trận đấu đã được lên lịch với Kurat Pulev ở London. Nếu cùng giành được kết quả như ý, Aziz và Fury sẽ đại chiến vào năm sau để thống nhất các danh hiệu cũng như tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng. Nói về điều này, Joshua chia sẻ với Sky Sports: "Đó luôn là ước muốn của tôi, không chỉ vì đai WBC mà còn là màn đối đầu với thử thách khó khăn nhất ở quyền Anh hạng nặng. Đó là cách duy nhất để trở nên tốt hơn, phải không? Bạn sẽ có một đêm khó nhọc, rồi quay lại đó một lần nữa. Aziz và Fury sẽ đấu 2 trận. Bạn sẽ cải thiện bản thân dù thắng hay thua. Chiến đấu vì danh hiệu WBC sẽ là một danh dự, đó là một chiếc đai uy tín, một thứ mà tôi rất muốn chạm tay vào. Khi thời điểm đến, cơ hội sẽ được mở ra." Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Joshua không hề xem nhẹ Pulev, người đang bất bại qua 8 trận đấu liên tiếp, sau trận thua duy nhất trong sự nghiệp trước Vladimir Klitschko cách đây 6 năm. Không quá nổi tiếng như Aziz, nhưng tay đấm 39 tuổi người Bulgaria là một đối thủ rất khó chơi và luôn biết cách làm chủ bản thân trên sàn đấu. Anh ấy không phải là một võ sĩ nổi tiếng truyền thông, nơi mà nhiều người giành được sự tín nhiệm ở thời đại ngày nay. Vậy anh ta đại diện cho điều gì? Pulev đã thi đấu trong nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm trên võ đài. Anh ấy là một thử thách thực sự. Anh ta muốn các danh hiệu và muốn đánh bại tôi. Đó là điều anh ta sở hữu, sự khát khao và động lực lớn. Tôi phải phá hủy động lực đó và triệt tiêu sự tự tin của anh ta. Đó là cách bạn thắng người khác, hủy diệt đối thủ từ bên trong. Joshua nói thêm. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua sẽ đánh bại Fury, nhưng anh ta gặp vấn đề với một người. Nhà cựu vô địch hạng bán chung Tony Bowler cho rằng Anthony Joshua sẽ thắng Tyson Fury nếu hai võ sĩ này đại chiến trong trận đấu thống nhất danh hiệu vào năm 2021. Fury bảo vệ danh hiệu WBC hạng nặng trong cuộc chiến lần 3 với Deontay Wilder, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12. Trong khi đó, Joshua cũng phải đối đầu với thử thách mang tên Kurat Pulev để giữ được các đai vô địch WBO, IBF, IBO và WBA. Nếu hai tay đấm người Anh đều giành chiến thắng, họ sẽ so tài vào năm sau. Theo đánh giá của Tony Bowler, Joshua là người duy nhất có khả năng đánh bại Fury nếu như anh chủ động áp sát và tấn công đối thủ trong 6 hiệp đầu tiên. Tuy vậy, cựu võ sĩ 37 tuổi cảm thấy trận tay đấu giữa Aziz và Dillian White sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn. Lý do là Joshua có thể dính một đòn knockout vào cằm của mình, dù anh từng hạ gục White trong 7 hiệp vào năm 2015. Tôi tin võ sĩ hạng nặng duy nhất trên thế giới với kỹ năng, tốc độ, sự chính xác để có thể đánh bại Fury là Anthony Joshua. Ngược lại, khi đối đầu với những đối thủ khác, tôi cho rằng Aziz sẽ thực sự gặp vấn đề với Dillian White trong trận tái đấu vì phong cách của họ. Dillian sẽ gây áp lực lên Anthony Joshua và cậu ta sẽ phải trao đổi đòn. Do tính thù địch giữa hai người và sự thấu hiểu lẫn nhau, Aziz có thể bị đối thủ lợi dụng cơ hội khi mắc sai lầm. Nếu Aziz áp sát và tấn công tầm gần với một người như Dillian, cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng nếu để cảm xúc xen vào, mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay và cậu ấy có thể mắc sai sót ngay khi trao đổi đòn.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury đấu Argis Kabachan. Dillian White không có cửa tranh đai WBC. Dillian White đã không còn cơ hội đấu với Tyson Fury, theo khẳng định từ người tổ chức của nhà vô địch WBC là Frank Warren. Kẻ vô người đang tìm kiếm một đối thủ mới sau khi biết thông tin Alexander Povetkin dương tính với COVID-19 và Eddie Hearn đã nhanh chóng liên hệ anh với Fury trong trận đấu vào tháng 12 tới. Dù vậy, vua Gypsy đang có kế hoạch đấu với Argis Kabajan trong cuộc thượng đài tiếp theo, thế nên Warren đã dội một gáo nước lạnh lên giấc mơ của White. Trò chuyện cùng Jim White và Simon Jordan, nhà tổ chức người Anh tiết lộ rằng Hearn không có cơ hội tạo ra trận đấu Fury-White trong vài tháng tới, đồng thời khẳng định ông sẽ không phí thời gian gọi điện cho người đứng đầu của Med Room. Hãy sửa lại nếu tôi nói sai, nhưng không phải là Dillian White đã choáng váng sau trận đấu gần nhất rồi sao? Lúc đó cậu ta là người thách đấu danh hiệu WBC của Fury, cậu ấy nỗ lực để thuyết phục mọi người, rồi thật ngớ ngẩn, họ để cậu ta đấu với Povetkin và tay đấm này đã khiến cậu ta choáng váng. Vậy đấy, cậu ta đã mất cơ hội, chúng tôi không cần cậu ấy nữa, chúng tôi sẽ nhận được điều gì chứ? TalkSport dẫn lời phát biểu của Warren. Warren xác nhận Kabajan vẫn là mục tiêu chính của Fury và trận đấu này sẽ được làm rõ trong những ngày tới. Chúng tôi đang hướng đến nhà vô địch Euro là Kabajan và đó là trận đấu mà chúng tôi sẽ tổ chức. Họ muốn xoay chuyển nó vì tiền, mọi người đều làm vậy. Nhưng chúng tôi đã rất gần với trận đấu của Tyson và tập luyện vì chàng trai này và đó là cuộc chiến mà cậu ấy muốn. Tyson không có hứng thú đấu với White. Cậu ấy đã thể hiện rất rõ điều này. Trước khi cả White đối đầu với Povetkin, tất cả chúng tôi đều hào hứng với cuộc chiến cùng Anthony Joshua sau khi Tyson vượt qua trận đấu sắp tới. Đó là trận đấu duy nhất liên quan đến Med Room mà chúng tôi muốn. Lúc này chúng ta sẽ sớm biết Kabajan sẽ ký hợp đồng hay không, nhưng chúng tôi cũng có người dự phòng nếu cậu ta không ký. Tất nhiên, kế hoạch B này không phải White. Trong cuộc giao găng hồi tháng 8, White đã chiếm ưu thế trước Povetkin, nhưng rồi anh bất ngờ dính một cú móc trái đầy hiểm hóc và nhận thất bại. Tay đấm người Anh muốn sửa sai vào cuối tháng 11, nhưng theo Warren, võ sĩ 32 tuổi không nên trở lại võ đài sớm như vậy. Tôi không nghĩ cậu ta nên trở lại sớm như thế sau khi bị hạ knockout. Cậu ấy không nên trở lại vào lúc này, và khi trở lại thì đối thủ cũng không phải là Tyson. Không ai có thể phủ nhận rằng từ góc độ của người Anh, trận White Fury sẽ hấp dẫn hơn cuộc chiến Kabajan với Fury. Và Warren cũng thừa nhận điều này, dù vậy nhà tổ chức 68 tuổi vẫn khẳng định ông sẽ không thỏa mãn ước nguyện của võ sĩ người đồng hương sau thất bại gần nhất mà White hứng chịu. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.